Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tiếp và làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp Hồng Kông tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên. Khai trương chợ nông sản sông Hồng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Huyện Tiên Lữ phát huy các thế mạnh sản phẩm OCOP. Làng nghề tại thị xã Mỹ Hào chuẩn bị hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên tích cực huy động các nguồn xã hội hóa các điểm vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có buổi tiếp làm việc với đoàn công tác của đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc do Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Thương mại Hồng Kông làm trưởng đoàn đến thăm xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Tham gia đoàn có Chủ tịch Tổng Thương hội Trung Quốc tại Hồng Kông, Chủ tịch Tập đoàn Sunat, ông Phạm Đình Đàm, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông. Cùng tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trân trọng chào đón và cảm ơn đoàn công tác Hồng Kông đã dành thời gian đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư với Hưng Yên. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, kết quả thu hút đầu tư hiện nay và quy hoạch phát triển chiến lược của tỉnh trong những năm tới. Trong đó khẳng định, Hưng Yên là tỉnh đang nắm giữ nhiều lợi thế như nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giáp danh với thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông thuận tiện như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nối với cảng biển, hệ thống đường nối hai cao tốc, đường Hà Nội - Hưng Yên nối với tỉnh Bắc Ninh và đường hàng không đường vành đai 4 vùng thủ đô. Các khu công nghiệp đã, đang và sẽ triển khai đều nằm liền kề với hệ thống giao thông này, rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, lực lượng lao động dồi dào. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng chục trường đại học cao đẳng và cơ sở dạy nghề sẵn sàng đáp ứng cho các doanh nghiệp. Tỉnh đã dành trên 50 hectare để xây nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp. Hiện tỉnh Hưng Yên đang có hơn 1.000 hectare mặt bằng sạch sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp sạch và kiên quyết từ chối những dự án gây ô nhiễm môi trường. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Thương mại Hồng Kông, Chủ tịch Tổng Thương hội Trung Quốc tại Hồng Kông và Chủ tịch Tập đoàn Sunat cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dành thời gian tiếp đón, đồng thời đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Hưng Yên và cho biết chuyến công tác này còn có 70 doanh nghiệp Hồng Kông đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Với những ưu thế của Hưng Yên, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư Hồng Kông. Sau khi trả lời làm rõ một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm như chính sách ưu đãi của tỉnh, chính sách thuế, thủ tục hành chính và lĩnh vực tỉnh đang muốn kêu gọi đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị phía Hồng Kông tạo điều kiện để Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hồng Kông trong thời gian tới và quan tâm đẩy mạnh việc tiêu thụ chế biến nông sản của Hưng Yên. Chiều qua tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng tổ chức lễ khai trương chợ nông sản Sông Hồng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Chợ nông sản Sông Hồng là một hợp phần của dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản. Chợ có diện tích gần 2 hectare, gồm khu nhà chợ chính, khu kiosk cho thuê bán hàng và khu chợ kinh doanh ngoài trời để phục vụ nhân dân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản trong dịp Tết. Chủ đầu tư đã hoàn thiện đưa vào hoạt động trước kế hoạch khu chợ ngoài trời, gồm hơn 400 điểm tập kết bán hàng nông sản miễn phí cho nhân dân. Chợ nông sản Sông Hồng tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông để vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh lân cận, đến các khu công nghiệp, khu đô thị lớn trong tỉnh. Theo quy hoạch, đây sẽ là chợ loại 1 và là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Hưng Yên. Hiện có hơn 400 điểm bán hàng với nhiều loại hàng hóa nông sản của tỉnh Hưng Yên và hàng hóa của các tỉnh đang về Hưng Yên tiêu thụ. Chợ đi vào hoạt động giúp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, đẩy mạnh việc giao thương, cung cầu hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xác định thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã có nhiều cách làm trong xây dựng phát triển sản phẩm OCOP. Xã Tiên Phiến được biết đến là địa phương có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Nhờ khí hậu thuận lợi, những năm qua, địa phương đã thành lập và duy trì được nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả. Trong đó, hợp tác xã công nghệ cao Phúc Thành An thành lập từ năm 2021 với 10 thành viên. Đến nay, các sản phẩm này không chỉ góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người lao động mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh.
Quy trình sản xuất ra được cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đấy thì nó đòi hỏi cái vệ sinh rất nghiêm ngặt, phải tiệt trùng, tiệt khuẩn để mình khi mình cấy cái giống vào thì nó đã đạt cái tiêu chuẩn. Thông thường như trồng lúa, trồng ngô thì về cái trồng nấm đông trùng hạ thảo này sẽ có cái thu nhập gấp 2 đến 3 lần, sẽ đem lại cho cái hội viên cái nguồn thu nhập nó ổn định. Với lợi thế có diện tích trồng nhãn lớn tại huyện, thời gian qua, cơ sở sản xuất long nhãn hạt sen xã Minh Thượng đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Nhờ mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện đại, ngày 30 tháng 12 vừa qua, cơ sở này đã được hội đồng thẩm định công nhận đạt chuẩn 4 sao, qua đó tạo được niềm tin đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Trong năm vừa qua thì cũng nhờ sự quan tâm của tỉnh đã đánh giá được sản phẩm chúng tôi là đạt ô cốp 4 sao. Thì đây cũng là một cái niềm động lực rất là lớn để phát triển. Chúng tôi đã cung ứng ra thị trường khoảng hơn 2 tấn hàng. Toàn bộ thì đều được sản xuất theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn HACCP quốc tế và OCOP 4 sao. Đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phù hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện huyện đã có 16 sản phẩm được hội đồng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt từ 3 đến 4 sao tiêu biểu, trong đó 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao. Nhờ tận dụng lợi thế địa phương với điều kiện khí hậu và nguồn nước trong lành, không ảnh hưởng ô nhiễm bởi công nghiệp, đây là những điều kiện quan trọng để phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hữu cơ từ xây dựng các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Thời gian qua chúng tôi đã xây dựng cái thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm được chứng nhận OCOP đưa đi các hội chợ như hội chợ OCOP Quảng Ninh, EcoPark, từ đó là làm cầu nối để đưa các sản phẩm ra các thị trường trong nước, thậm chí là xuất khẩu ra cả nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, các làng nghề tại thị xã Mỹ Hào đến nay đã được khôi phục và mở rộng sau dịch COVID-19, qua đó đã đảm bảo việc làm cho người lao động với mức lương ổn định. Thời điểm này, các làng nghề đang tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Sau khi đã hoàn tất các đơn hàng tại các tỉnh xa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, thời điểm này, hàng trăm lao động của 17 cơ sở sản xuất trong làng nghề Tương Bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đều đang rất khẩn trương huy động lao động sản xuất phục vụ thị trường Tết các tỉnh miền Bắc. Lãnh đạo Hội làng nghề Tương Bần cho biết, thị trường mặt hàng này đã dần khôi phục trở lại. Thời điểm này, số lượng bán hàng của các hộ đã tăng khoảng 70% so với hồi đầu năm và tăng gấp đôi so với Tết năm ngoái, mỗi ngày tiêu thụ trên 5.000 lít. Bây giờ nó đang tập trung giải quyết cho bằng đủ xong hết, cho tất cả các đại lý là sẽ đầy đủ hàng hóa để bán, để phục vụ Tết cho bà con nhân dân. Giá cả chung của đầu vào đỗ nhập khẩu về là so với những năm trước là nó đã lên đến gấp đôi. Thế nhưng mà tôi vẫn tin tưởng rằng là nó sẽ ở một cái thời gian nhất định thôi thì chúng tôi vẫn có thể khắc phục được. Riêng về người lao động thì vẫn phải đảm bảo như mọi năm, lương thưởng Tết, mọi cái là sẽ vẫn cứ bình thường. Với nghề mộc mỹ nghệ xã Hòa Phong, dù không được sôi động như trước do không phải là mặt hàng thiết yếu, song nhờ sự năng động của các chủ xưởng đi tìm kiếm mở rộng thị trường, đặc biệt là sử dụng các trang mạng xã hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm, đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm, không sản xuất đại trà, không sản xuất những mặt hàng đại đắt tiền, mà hầu hết chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng và những mặt hàng kỹ nhỏ chất lượng cao, nên các xưởng sản xuất cũng đều đã duy trì được việc làm cho người lao động. Thời điểm này thì gần như là tất cả mặt hàng xa là chúng tôi đã tạm dừng. Thế còn thì chủ yếu là những cái hàng là sản xuất quanh khu vực miền Bắc mình thôi. Tết hôm nay nói chung là thị trường mặc dù nó cũng ảm đạm nhưng mà vẫn bảo đảm ngày công cho anh em thợ là vẫn đủ công việc để cho anh em làm đến giáp Tết. Giá cả hàng kỹ thì cực kỳ là ổn định. Đấy, chỉ có những mặt hàng chợ thì giá cả không ổn định thôi. Và chúng tôi cũng tính là cũng có thể là hết dịch thôi, mang chuyển sang nước ngoài. Tầm độ 25 ngày Tết, thu nhập bình quân năm nay nói chung là tầm được hơi chục triệu tháng thôi. Thị xã Mỹ Hào hiện có 10 làng nghề đang duy trì sản xuất, đạt việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động. Với thực tế, thị trường khôi phục như hiện nay thực sự là tín hiệu vui, là động lực tiếp sức cho các cơ sở sang năm mới tiếp tục duy trì phát triển và mở rộng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hiện nay trên địa bàn huyện Khoái Châu, công tác nạo vét đông xuân các công trình trên địa bàn huyện diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao. Vụ đông xuân này, toàn huyện có kế hoạch nạo vét thủy lợi Nội Đồng và đắp đê Bắc Hương Hải với khối lượng gần 84.000 mét khối, trong đó nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hương Hải để đảm bảo việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất trên 24.000 mét khối, nạo vét tiểu thủy lợi Nội Đồng gần 49.000 mét khối. Tính đến nay,
khối lượng nạo vét đông xuân các công trình trên địa bàn huyện là trên 74.000 mét khối, đạt trên 88%. Trong đó, các xã Việt Hòa, Dân Tiến, Đông Ninh đã hoàn thành việc nạo vét thủy lợi. Để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, huyện tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị thủy nông tập trung huy động nhân lực, phương tiện cơ giới thi công, bảo đảm chất lượng công trình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh mương chính, bảo đảm đủ nước tưới tiêu. Thời gian qua, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn xã hội hóa để xây mới, cải tạo các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã. Trong đó có sân vận động mới hoàn thành với kinh phí 2,4 tỷ đồng, được xây dựng bằng 100% vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị hộ kinh doanh, người con quê hương xa xứ đóng góp. Công trình được nâng cấp xây dựng trên nền sân vận động cũ với diện tích trên 5.000 mét vuông, với những hạng mục nâng cấp mặt sân, trồng cỏ tự nhiên, đường tuyết xung quanh và hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED đảm bảo đủ ánh sáng cho các hoạt động vào buổi tối. Khu sân khấu ở trung tâm phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, hai bên là khu vực khán đài. Ngoài sân vận động dành cho bóng đá, còn có hệ thống sân bóng chuyền cầu lông và nhiều máy tập thể dục cho các lứa tuổi. Công trình đưa vào sử dụng góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho người dân là một trong những tiêu chí để xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi từ trồng cam quốc cảnh sang trồng hoa lan hồ điệp. Sau một năm, mô hình trồng hoa lan trong nhà lưới của gia đình ông Lý Ba Thể tại thôn Hoàng Trạch, xã Bế Sầu, huyện Văn Giang không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn cho thấy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, đồng thời tiếp tục là động lực để khích lệ người nông dân tích cực tìm kiếm các loại cây con có giá trị kinh tế cao, mở ra cơ hội làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình. Năm 2021, ông Thể mạnh dạn đầu tư gần chục tỷ đồng để thuê thầu 2.000 mét vuông ruộng canh tác ở thôn Hoàng Trạch, xã Mỹ Sở để xây dựng nhà lưới trồng hoa lan hồ điệp. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật về quy trình trồng chăm sóc, ngay năm đầu tiên mô hình đã bắt đầu cho thu hoạch. Dù chưa tận dụng hết không gian nhà lưới, nhưng năm nay cũng có khoảng trên 60.000 cây cho ra hoa với 16 loại màu sắc khác nhau. Với giá bán bình quân khoảng từ 150 đến 160.000 đồng một cây, ước tính cho thu gần 10 tỷ đồng. Thời gian từ khi trồng phôi đến khi thu hoạch là 1 năm. Còn nếu từ khi cấy mô thì 2 năm mới cho thu hoạch. Chi phí cho cây hoa lan hết khoảng 100.000 đồng. Theo chủ vườn cho biết, tỷ lệ trồng lan hồ điệp ở miền Bắc là không nhiều. Vì thế trước đây, đa phần các đại lý hoa Tết đều phải nhập từ Đà Lạt hoặc Trung Quốc về, nên thị trường tiêu thụ ổn định. Thời điểm này đã tiêu thụ khoảng 50% và vẫn còn rất nhiều đơn đặt hàng từ các tỉnh. Tiếp theo là tin các đơn vị quan tâm tặng quà Tết cho hộ gia đình khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó vươn lên học giỏi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tặng 1.300 xuất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Mỗi xuất quà gồm gạo, bánh kẹo, mì tôm và 500.000 đồng. Đây là chương trình tặng quà hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của mặt trận các cấp, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Nhân dịp chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Giáo dục Anika, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang tặng 42 phần quà cho các em học sinh vượt khó và có thành tích xuất sắc trong học tập tại huyện Văn Giang, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Không chỉ vậy, các học sinh tham gia chương trình còn được trực tiếp trải nghiệm hoạt động giáo dục, thi vẽ tranh, thi đấu cờ vua, các góc tiền tiểu học, góc trung học cơ sở. Trung tâm hiện tuyển sinh 36 lớp với nhiều môn học văn hóa như toán, vật lý, hóa học, tiếng Việt, ngữ văn, ngoại ngữ, các môn năng khiếu như vẽ và kỹ năng sống. Với đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm giảng dạy, Trung tâm Anika hướng tới xây dựng môi trường giáo dục trí tuệ sáng tạo và yêu thương cho các em học sinh ở nhiều cấp học, bậc học như giai đoạn tiền tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng năm 2022, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn luôn nỗ lực tích cực tạo việc làm, đảm bảo để người lao động có mức thu nhập ổn định, đặc biệt là duy trì việc thưởng Tết để động viên người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
Công ty cổ phần tập đoàn Merap tại huyện Văn Giang chuyên sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, gần 3 năm qua bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đơn hàng xuất khẩu đi thị trường nước ngoài giảm. Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa, bảo đảm việc làm ổn định cho gần 300 lao động với mức lương bình quân từ 12 đến trên 15 triệu đồng một người một tháng. Dịp Tết này, công ty dự kiến còn dành khoảng 4 tỷ đồng để thưởng cho công nhân và người lao động. Ban chấp hành công đoàn công ty tham mưu cho ban lãnh đạo công ty đưa ra một cái mức thưởng cho người lao động trong dịp cuối năm tương đương với cả 2 tháng lương. Có nhiều cán bộ nhân viên ở các vị trí lãnh đạo và có nhiều thâm niên đóng góp cho công ty thì mức thưởng đã lên đến hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ chi phí tàu xe đi lại về quê ăn Tết an toàn. Với các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì công ty có các suất quà đặc biệt hỗ trợ trong dịp Tết này. Mức thưởng của mình cũng khá, trung bình là 20 triệu một tháng. Thưởng Tết nếu mà 2 tháng lương thì sẽ tầm khoảng 30-40 triệu. Khi mà nhận được tiền thưởng Tết, mua sắm chi phí cho Tết thì ai cũng rất là vui rồi. Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết hiện đã có trên 200 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tiền lương, kế hoạch thưởng Tết dương lịch Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động với mức thưởng bình quân đạt trên 6,6 triệu đồng một người, trong đó khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết bình quân đạt 12 triệu đồng một người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3,5 triệu đồng một người. Năm nay, việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do giảm đơn hàng, khó thu hồi công nợ, buộc phải thu hẹp sản xuất nhưng vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động, cơ bản tăng so với năm trước. Trong cái dịp thời buổi kinh tế khó khăn này thì công ty vẫn đáp ứng các chế độ cho công nhân bình thường thu nhập từ 13 triệu trở lên. Và lương tháng 13 là được 3-4 tháng lương cơ bản, khoảng 20 triệu. Thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch xét tặng 2.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh, chăm lo Tết cho người lao động, hỗ trợ cho người lao động với phương châm là tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động được đón Tết và vui xuân, vui vẻ và đầm ấm. 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Đây là sự quan tâm, động viên đúng lúc kịp thời của doanh nghiệp đã mang lại ý nghĩa và sự khích lệ cho người lao động thêm yên tâm, gắn bó cùng đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp trong những lúc khó khăn, đồng thời đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần cho sự bền vững của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm trong công tác kiểm định, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên giao thanh tra sở chủ động đề xuất kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm với những vi phạm nếu có, đặc biệt là kiểm tra kiểm soát các phương tiện là ô tô khách hết niên hạn dùng để chở người trên địa bàn tỉnh. Các trung tâm đăng kiểm thực hiện nghiêm văn bản của Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải và quy định của địa phương trong lĩnh vực đăng kiểm. Lãnh đạo các trung tâm thường xuyên kiểm định, giám sát nội bộ và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm tiêu cực của đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân viên, người lao động trực tiếp tham gia vào quy trình đăng kiểm thực hiện đúng đủ các nội dung và siết chặt kỷ luật kỷ cương, có biện pháp xử lý nghiêm đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý khi có yêu cầu theo đúng quy định. Hiện tượng sụt lún tạo thành hố lớn trên tuyến đường thuộc địa phận đường Lê Đình Nghị, khu phố Đông Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã xảy ra nhiều tháng qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo phản ánh của nhân dân, tình trạng này đã lan rộng ra đường bê tông, ảnh hưởng tới người đi đường và bất an của các hộ dân sinh sống khu vực gần đó. Càng mưa to, đường sụt nứt càng lớn. Hiện đang tạo ra những lỗ hổng sâu khoảng 3 mét. Vết nứt lớn, rộng tới 4 đến 5 mét. Đúng đoạn đường cua nên rất dễ xảy ra tai nạn. Sự việc trên tồn tại gần một năm nay, song không có biển cảnh báo. Sau khi nhân dân kiến nghị nhiều lần thì chỉ được đặt trụ chắn đơn giản mà chưa được khắc phục. Càng mưa thì càng lún nhiều hơn và lở ra ngoài giữa đường nhiều hơn. Cũng có một số người cũng bị ngã ở đây. Nhân dân tôi đề nghị nên cải tạo lại để cho nhân dân ta đi lại cho đỡ bị tai nạn. Thời gian gần đây trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị ngã dưới hố ga trụ bê tông gây hậu quả nghiêm trọng. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, đơn vị chức năng cần khắc phục ngay sự cố sụt lún trên.